nha các bạn. Thì được bao nhiêu con tàu ngầm ta? Một con. Dạ các bạn nha, ở đây mình là không đi thăm rắn ở nhà, đi ăn cá các bạn. Giờ thì quá khí hồn ở đây. Anh chắc buổi trước là dăng cái ao mà cái nấm đó nó dở quá. Đứt không à. Vậy là dăng cái lưới kia mà. Ê, dịch của ai à? Vừa bự dữ lắm. Người này đúng vừa buông luôn à. Thôi. Thôi. Cái gì rồi? Phá luôn. Bây giờ dăm cái lạnh này. Kiếm nơi bước xuống nơi bước điện thoại không? Lưới này lưới chiến. Có bữa dăm cái lưới kia nó đứt hết rồi. Trời. Anh dăng lưới thì em đụng với con chim. Lưới này lưới xịn nha. Chim ta lớn rồi. À. Hả? Vô 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 bán lẻ này không bán lẻ. Thì có tay 5 xị à. Bữa cái ở ngoài đây người ta bán tay có 4 xị à. À có 100 mấy à, nó dở hình à, cá nó vô nóng cá nước à. Mua có 130 mấy, bữa trước nó đóng cá mà nó đi không à. Dở quá. Này chủ quen à. Thằng gian cá mới kê. Tay lưới khủng nha các bạn, còn tay lưới kia là mình đem ra mà bị lầm các bạn, nói chung là bị nhầm. Lưới này thì mình săn hàng khủng hơn nha, cá là cỏ này nha, không biết bám vô được nha. Lưới này thì ba màng các bạn, này mình mới vừa chạy về nhà lấy nè, rồi bắt đầu mình văng. Bên kia là tay lưới nhỏ, bên đây là tay lưới lớn nha các bạn, chỉ văng hai tay nha các bạn. Mình sẽ văng xong rồi sẽ có cá rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Được con nha các bạn, cá hấp dẫn nha, khai xuân nha. Wow, con này bự rồi vậy. Con này nó có mấy cái gai các bạn, mấy cái gai nè, gai nè nó chậm vô mình khá là đau nên là dù khó bắt cẩn thận nha. Thôi là nó cái này nó rất là dở vậy. Đợt đó mình mua có 130 nè, nó con cá mà cỡ này nó tung vô là nó sẽ bị đứt lưới. Còn cái lưới hồi nãy mình vừa thả xong là cái lưới đó là ấy nha. Cá này gọi là rục huy. Đây các bạn. Ha ha. Một con nha. Báo cáo các bạn một con nha. Hàng nè. Tươi sống luôn á. Hàng động nuôi nhau các bạn. Không phải hồ nuôi đâu nha. 100% là hàng nuôi thiên nhiên luôn nha các bạn. Để coi từ đây đến chiều. Mình ăn hai tay lưới coi thử nó có đầy vô cái này không nha. Giờ mình đi thăm cái tay trước rồi mình thăm cái tay bên kia. Kìa nó dính thì cả là xong luôn.
hai con nha các bạn. Đợt rồi đến kia mình dâng cái lửa ăn với con nha. Dính này con nữa rồi. Đó, thấy chưa? Đây là một con cá gọi là cá này gọi là cá mì dinh nha các bạn. Cá này cá mì dinh này gọi là cá trắng rồi nha, còn nữa nha, qua con nha. Mối nhiệt mà chạy không? Sảy không? Nó lưới này nó giữa, nó bón cái này nó mít. Đây là con coi nha các bạn. À, đây là con cá nữa là đây này thì nhỏ nhỏ hơn, cá nhỏ. Mày lưỡi cá nó dính rồi. Đây này dính cá hơi nhiều rồi. Con này dính rồi. Đó, thấy không? Thấy không? Đây này thì dính là hết sảy. Đây này dính cá nó to to. Thấy con, nằm con ha. Còn nhà các bạn. Quay đi. Chỗ này hơi sâu các bạn ơi. Má không thấy con nào hết trời. Nãy giờ nó từ khi có dính con cá đâu tí. À chỗ này nó có nhịp nè. Có cá các bạn. Con về làm cá nhảy các bạn ơi. Về làm cá nhảy quá. Bây giờ dính được con à. Từ khi dính con lâu phí đến giờ mới dính con lại nha. Ấy. Ấy cá to nha. Lưới này nó bị bung ra rồi. Nó bị bung ra thì lê luôn. Ồ, chơi gì? Bung ra các bạn. Rồi như thế, con cá này nó đâm. Đâm ra đây. Tại lưới kia đóng cá mà nó tụt hết các bạn. Mới thêm được hai con nữa nha các bạn. Ê, dính hai ba con luôn. Dính hai ba con luôn. Dính cá nha các bạn. Cá này mình về chiên xù hoặc là mình chấm mắm me hoặc là rau sống cuốn bánh tráng các bạn. Vừa nói xong à, cuốn bánh tráng cũng ngon rồi các bạn nè, chiên xù
nói chung là cá đồng mà món gì cũng ngon ấy. Lưới này thì không bao giờ nó tuột nổi rồi. Còn nữa nha các bạn. Mình lạnh quá các bạn ơi. Thêm một em. Một cái gì nữa các bạn. Của mình nãy giờ các bạn. Bao này mới về các bạn, giờ mới được có nửa bao thôi. Đây là cây dừa nè, đó là cây dừa nha các bạn. Đây là cái vườn thanh long, cái vườn thanh long của anh nhà vườn. Long này thì trái đang xanh nha các bạn. Nếu mà trái này thì nó đạt hàng xuất rồi. Đó. Khá là đẹp. Vườn luôn này. Đó. Đây là một vườn thanh long của ông chủ vườn nhà nha các bạn. Đây. Thanh long. Đây là cái trái dừa mà khủng nhất. Dừa nè. Quá luôn. Quá lửa luôn. Dừa này dừa bung. Dừa này người ta để khó thịt các bạn. Biết thằng em mình nó đuổi cá nó giờ có dính được con nào hay không nữa. Hãy giọng nó có tiếp nha các bạn. Ai, nó đang đuổi ngày kia các bạn. Đó. Có dính không? Có dính không? Gỡ chưa? Gỡ ra không? Thôi nó banh lưới á. Mình thì khá là lạnh các bạn ơi. Thằng em của mình nó kêu là dính cá lau kiến. Ôi xa. Dính con cá thôi, chỉ có việc là banh lưới thôi. Hả? Thôi được từ từ ra chứ để lâu quá là nó dính nó banh lưới luôn á. Hả? Hàng lau kiến luôn hả? Hàng lau kiến luôn, có người cặp luôn à. Rồi tháo từ từ đi, anh lên lấy bao ấy hả? Rồi xuống ao lại các bạn. Để cặp bao bỏ hai lau kiến luôn. To không? Hai lau kiến luôn hả? Con cá rô nữa. Gỡ từ từ nó ra. Cái men nó chịu cụp xuống. Hả? Chịu cụp xuống dễ gỡ. Bỉ cái men nó xuống, nó ẹt xuống nó mới gỡ được. Đi cái mang nó mạnh xuống là nó xuống. Đây gỡ cho nè. Gỡ con cá rô trước đi. Cái bao tôi kia. Con cá rô này vô trước. Bắt cái con lau kiến ra sao. Nó hay cái ngạnh. Nó chìm xuống rồi đó. Cái này nó dính một phát là đứt lưới liền. Cái này lưới ngon, cái lưới dở là chết. Tung mấy ngạnh ra rồi. Còn con nữa hả? Chà. Tiền cặp. Đúng như cặp luôn.
một cặp luôn nè các bạn, như một chiếc cầu thuyền ngầm vậy á, cá mà một tàu ngầm à. Bữa câu mà nó cũng dính nữa, nó ăn đồ gì, cám hay sao á, cá nào giật cái giật chút nó bụng nó lôi nó lên luôn. Cá còn quậy dữ hồ mà. Nãy giờ nó đổ bóng không bóng luôn. Con nha các bạn. Tàu ngầm siêu tốc rồi. Giữ lưới lại đó. Banh lưới rồi. Một con rô phi nữa nha các bạn. Dính một em tàu ngầm nữa các bạn ơi. Hàng ở đâu mà dính tàu ngầm không các bạn. Dính cá này đó thôi rồi luôn. Không biết gỡ kiểu nào luôn. Nó dính gì sao gỡ các bạn. Thấy không? Cá này là cá khó nha các bạn. Cá tiết các bạn à, lạnh quá. Giờ lại lạnh rồi. Chắc thăm xong cái vạt này nữa mình kéo lưới dồn qua cái nữa. Mình đuổi một phát cá nữa là xong. Ủa, chính đây còn nữa, chính đây còn nữa. Kéo lưới nhịp nhịp à. Cá to còn thầm nữa. Chìm sao hả? Một con nữa nha các bạn. Giật này không biết có cá không à. Nó dính tàu ngầm là thua luôn. Ôi 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 con cá to quá. Cá này hấp dẫn à. Con này nó vô lâu quá nó dính. Ôi nè. Không biết đường nào mở luôn. Cá này cũng cá khó các bạn. Dính lâu quá mà mình không không đi dạo là nó mà đi quá trời luôn, đi quá trời các bạn ơi. Wow, tuyệt vời nha. Cài dễ các bạn. Đó, dính tiếp, dính tiếp, dính tiếp. Dính chỗ này nè. Không biết là dính đầu ngầm hay là dính vậy. Ui, con rô phi này khá là đẹp các bạn. Ui, dính đầu ngầm nữa này. Dính đầu ngầm. Hai con luôn. Hai con vô cục. Dính này là nó dính đi farm luôn. Cảm giác cái ở cá sướng các bạn. Lạnh tím môi các bạn ơi. Con ở nhà các bạn. Dễ xử lý cái con tàu ngầm này đó. Con tàu ngầm đâu.
Đây cái con trâu nằm đây. Con trâu nằm đây nha các bạn. Đầu mình gửi con trâu ngầm, gửi con trâu ngầm nó khá là lâu các bạn. Và nó cái nó có cái da các bạn. Nó cứng cứng sần sần sần. Mình không gỡ mà cẩn thận là nó đứt cái lưới. Đứt lưới liền các bạn. Thấy không? Rồi cái gai của nó nè, nó sần xuôi. Mình gỡ cái tay xong cái tay của mình nè, nó châm rồi nó mịn mù 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 nè. Mấy con trâu ngầm này gỡ rất là lâu. Các bạn thông cảm với mình nha. Tại mình gỡ nhanh đó là nó sẽ bị đứt lưới. Đứt lưới thì sau này mình đánh giăng cá nó dính là nó bị ấy nha các bạn. Mình gỡ hơi lâu nên các bạn thông cảm nha. Mình gỡ lưới về nha các bạn. Thì mục tiêu của mình ở đây thì đi ăn cá. Hy vọng tuổi sau đi mấy cái hồ khác thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ê, chỗ này dính con cá nè. Dính cá nha. Đó, đó, thấy không? Không biết cái gì các bạn. À, trời. Đừng có dính tàu ngầm nha. Ê, dính hai con không sao. Hai con luôn. Hai con, hai con. Hai con luôn nè. Hai con. Dính được thêm hai lũ phi nữa. Bây giờ thì buổi chiều nha, vẫn nóng cá nha. Con này đi thức cặp. Chụp cặp. Một con nha các bạn. Biết còn dính nữa hay không nữa. Chà. Nước. Chắc coi dính. Coi dính này còn nữa nè. Coi dính, dính. Dính, 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 dính. Tiếp vẫn dính tiếp tàu ngầm các bạn ơi. Giờ này mà dính tàu ngầm là chắc đuối luôn. Tắt máy quay phụ anh cái này. Trời ơi, chị hao con kìa. Chị hao con luôn. Dính lì pha. Dính lì pha luôn đó các bạn. Đưa cái bao cá này mình giữ về cái này đây. Con cá rồi. Quá luôn.
Dính gì à? Thì cái nước nó quanh lưới. Cà này cà khó các bạn. Cái này ú quá rồi. Này là trô phi nó đi ra ngoài á, nó dính ra ngoài. Rồi, cho, ra con. Đổ, mấy đứa rồi. Nó dính quá. Đánh quá các bạn ơi. Đây các bạn, đây là thành quả của buổi chiều ngày hôm nay nha các bạn. Thì được bao nhiêu con tàu ngầm là 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con tàu ngầm nha các bạn. Và coi thử được mấy con rô phi nha, 1 con, 2 con, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 con rô phi và 1 con rô gai. À, 2 con cá... cá mì dinh nha các bạn, tổng cộng là 29 con rồi các bạn. Còn đây là cái thành quả của mình đó. Sau clip ngày hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Rồi, hẹn các bạn những clip đi thăm bầy rắn nha, cùng các bạn coi bộ phim thật là vui vẻ nha. Chào mọi người nha.